Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh của mình là thầy Phong hay nó. Rất vui vì chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Ok, và sau đây là một ca khúc với các đề nghị của các bạn, một ca khúc mình đã thuộc rồi. Nợ nần bài quá trời nợ luôn, nợ nần câu trả lời tùm lum hết. Đó, bài nào mình thuộc rồi thì mình sẽ gán mình trả lời. Tại vì để nhớ một cái giai điệu, một cái bài hát mới á các bạn ơi, khó nhớ lắm, già cả rồi. Mình mà mình với ví dụ vậy, các bạn phải đăng ký các buổi học offline của mình đi, trải nghiệm thử cũng được nữa, rồi lên là mình dạy trực tiếp cho các bạn luôn, để mình có thể là mình hướng dẫn về kỹ thuật thôi chứ mình không cần phải nhớ lời đó thì nó ok. Thì câu chuyện ở đây là nhanh lắm, mỗi ngày một chục bài cũng được nữa, mà nhớ lời là cứ một chục ngày được một bài vậy đó, thông cảm nha các bạn. Rồi, và đây mà ca khúc Từng Yêu vô luôn. Bài này cao cao, hát là tenor ha. Bạn ca sĩ Phan Duy Anh này mình biết à, bạn này cũng xuất thân từ khó khăn mà lên ha, vậy mà cũng thành công. Nói chung là chúc mừng bạn Phan Duy Anh với ca khúc Tình Yêu mà rất là hot ha. Bạn trẻ chắc nhiều bạn thích lắm. Đúng tông nha, pha thứ. Teo 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 teo. Vô, hát thử nè. Có ký ức nào đẹp hơn ngày đôi ta ban đầu? Có đớn đau nào nặng hơn ngày mình xa nhau? Có đôi mắt nào buồn hơn bờ mi em tuôn sầu? Có đắng cay nào bằng em vội vàng qua? Đàn ông đang đi bên em là người như thế nào? Dù người ta không yêu thương em, anh biết phải làm sao? Nếu một ngày người em yêu bội bạc, em đừng cần những thứ cao sang. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, anh vẫn chờ em giấu buồn. Hợp âm trong đây đánh sai, mình hát sai. Ok, trái tim em giờ đã quên đường chiều, xin đừng quên ta đã từng yêu. Lỗi tại người ghi hợp âm chứ không phải lỗi tại mình nha. Rồi, bài này đầu tiên nó không khó nha các bạn, nó cao nhưng mà thật sự tại vì Phan Duy Anh giọng cao nên bạn hầu như mà bạn nâng tông thôi, chứ còn thì thường tenor thì cứ xuống thôi. Nếu một ngày người, nếu một à son thăng bốn rồi, ok, nốt cao nhất ha. Rồi ta đã giờ đã quên đường chiều, à có cho cái chỗ đó phiêu lớn rồi, giờ đã quên đường chiều. À, lên tới la thăng hoặc có thể gọi là si giáng bốn, đó là phiêu lên. Thì cái bài này tenor là rất dễ hát, không khó, baritone có thể xuống tông, tại vì thật sự là cái nốt thấp nhất của bài này lại nó lại là không cao, cái nốt thấp nhất của nó là có ký ức à, không thấp, trời ơi, nốt thấp nhất mà không cao, bệnh hoạn. Có ký ức nào đẹp hơn ngày đôi ta bằng đây, cái chữ thấp nhất đô hèn chi nghe sao, cái chữ đầu á là đô 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 ba, thì cái nốt đô ba là cái nốt không khó với mình tenor, vì vậy thì mình hát bài này cảm thấy mình dễ lắm. Nhưng mà nhiều người học trò của mình giọng baritone á
là thứ nhất là sẽ rất là khó lên cao thôi. Còn vì vậy mà baritone hãy còn nốt đô là thấp nhất mà baritone có thể xuống tới sòn phà, thì cứ thả tông xuống thoải mái nha, hát hát để cho nó đẹp. Và giọng baritone rất là dày nên hát bài này nó sẽ ra được cái màu giọng rất là hay. Còn giọng bass nữa hả, tiếp tục hạ nữa không sao hết nha, đôi khi bạn sẽ có được cái màu giọng rất là hay. Còn tông nữ thì nhớ lên nữ thì lên tông, nữ thì lên khoảng 4, ví dụ như 3, 4 gì đó, ví dụ này là pha lên la thứ hoặc là si thứ là nữ sẽ hát được, la thứ hoặc là si thứ thì nữ hát thoải mái. Ok nha, quản giọng bài này cũng khá là ok, không có khó, nó hết cỡ luôn, nó chưa tới 2/8, nó là 1/8 mấy à, nó chưa tới 2/8. Thì chưa tới 2/8 là một bài hát dễ hát, dễ nuốt ha. Còn những bài hát nào mà qua 2/8 là khó nuốt. Ok bài này tính ra dễ nuốt. Còn khi mà giọng đúng tông của bài này á, thì các bạn hát giùm mình một cái là bạn hát cái khoảng vang ở đây với khoảng vang trên mặt. Khi mà những cái nốt thấp á, thì bạn sử dụng khoảng vang kết hợp hai dưới đây. Còn nếu mà khi mà lên nốt cao, bạn đẩy khoảng vang lên trên mặt giùm mình nha. Hát tập hát, hát cao, hát âm thanh trên trển á, rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sơ sơ nè. Được. Cô là dưới đây nè. Cô ký ức nào đẹp hơn ngày đôi ta bắt đầu. Nó có một chút ngực, nhưng mà nốt đô này nó không quá ngực nha. Đầu. Các bạn nghe được không? Đầu âm thanh ở đây nè. Đó, đó, dưới đây nè. Có đến đâu nào nặng hơn ngày mình xa nhau. Đó, đoạn đầu là âm thanh nó nằm ở đây nhiều ha, chứ nó chưa cần phải lên trên cái mặt của mình, lên trên cái phần này ha, chưa cần phải nhất. Có đôi mắt nào buồn hơn bờ mi em cơn sầu. Đó, nốt thấp nhất á, giữ dưới che miệng mình. Sầu có đắng cay nào. Nè, giữ cái này nè, các bạn để ý vị trí âm thanh nha. Nào đã vội băng em vội vàng quá mau. Đúng không? Nhớ cái vị trí âm thanh này nha. Rồi tiếp tục nè, bắt đầu người đàn ông nó nhấc nhẹ lên nè. Người đàn ông đang đi. Các bạn thấy không, mình đang hát mình đang đi rồi nó tự động nó nhấc á, theo cái cao độ á. Người đàn ông đang đi bên em là người như thế nào. Nó lên trên đây nè. Nào để nó từ từ nó chuyển lên á. Nào sợ người ta không yêu thương em anh. Bao giờ nó lên chứ em lên nè. Sợ người ta không yêu thương em. Em nó nằm trên đây rồi, thấy không? Đó, cái cảm giác, các bạn phải nhớ cái cảm giác đó nha, hát cho đúng. Sợ người ta không yêu thương em. Sợ người ta không yêu thương em. Anh biết phải làm sao. Là bắt đầu nó lên, là bắt đầu sao. Làm sao. Là nó nhấc lên, là nó nhấc lên phần đây nè. Rồi bắt đầu lên luôn là sao nếu. Sao nếu. Nếu anh có trên đây luôn. Mình phải làm sao. Vừa hát vừa nói mệt quá. Sao nếu một ngày người em yêu bội bạc. Hát trên đây nè. Nếu một ngày người em yêu bội bạc, em đừng cần những thứ cao sang. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, anh vẫn chờ em giấu muôn mang. Biết nằm ở trên đây luôn nha. Biết em thương người ấy đã rất nhiều. Anh hỏi lòng anh có bao nhiêu. Trái tim em giờ đã, trái tim em giờ đã quên đường chiều. Trái tim em giờ đã quên đường chiều. Xin đừng quên ta đã từng yêu. Đó, thì khi mà lên điệp khúc á, là các bạn chuyển lên trên đây à. Trái tim em giờ đã quên đường chiều, quen đường chiều. Đã quen chứ đã quên đi. Trái tim em giờ đã quên đường chiều. Xin đừng quên ta đã nằm ở trên đây không à, từng yêu.
các bạn sẽ dễ hát hơn rất là nhiều. À, không bị quá nặng cũng không bị quá căng ha. Còn khi mà các bạn muốn hát căng thì các bạn gồng lên thôi. Nhưng mà nó sẽ đỡ làm cho các bạn bóp cổ họng lại. Đó, thứ nhất. Và nó sẽ đỡ cho làm cho các bạn mất đi vị trí âm thanh. Đó không? Hết rồi. Bài này dễ hát à? Ok. Rồi mình hát lại nha. Ok, mọi người cùng hát tập luyện cho vui. Có ký ức nào đẹp hơn ngày đôi ta ban đầu? Có đớn đau nào sến xuống chút xíu nha. Có đớn đau nào nặng hơn ngày mình xa nhau? Có đôi mắt nào buồn hơn ngày em bờ mi em tuôn sầu? Xôn xao đây, tuôn sầu. Bắt đầu có chết voi, đối với mình tenor là chết voi rồi đó. Buồn sầu có đắng cay nào bằng em vội vàng quá mau? Nhất là chút xíu nè. Người đàn ông đang đi bên em là người như thế nào? Đang chắc hờn sợ người ta không yêu thương em, anh biết phải làm sao? Nếu muốn nhắc lên luôn nha, nếu phải tập quen mình đi lên từ từ. Nếu một ngày người em yêu vội bằng, em đừng cần những thứ cao sang. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, anh vẫn chờ em dấu buồn. Biết em thương người ấy đã rất nhiều, anh hỏi lòng anh có bao nhiêu? Trái tim em giờ đã quên nuông chiều, xin đừng quên ta đã từng yêu. Xin đừng quên ta đã từng yêu. Có cái câu phiêu không? Trái tim em giờ đã... Đó, bạn nhắc âm thanh lên trên vùng mặt của mình nè. Trái tim mà trái tim em giờ đã... Thì nó sẽ dễ hát hơn rất là nhiều. Vị trí âm thanh nó phải lên xuống. Trái tim em giờ đã quên nuông chiều, xin đừng quên ta đã thương yêu. Chúng ta phải hiểu về các khoảng vang trong cơ thể và chúng ta vận dụng nó một cách khéo léo thì tự động là âm thanh của chúng ta nó sẽ lên xuống và quãng giọng của chúng ta khi mà chúng ta vận dụng khoảng vang tới đâu thì quãng giọng của chúng ta nó sẽ mở ra tới đó. Đó, ví dụ như nếu mà giọng thường thì chúng ta giữ cái này, còn khi mà chúng ta lên đó thì nó không rồng cào, nhưng mà khi mà nhấc âm thanh lên trên cái bản mặt của mình á, cái phần mặt nạ đó, phần đây nè đó, nhấc lên này thì nó cao đó, khi mình nhấc lên cao nữa rồi ra tới giọng ốc là nó sẽ còn cao nữa. Chúng ta hiểu về các khoảng vang trong cơ thể và ngoài cơ thể là mặt bậm trợn. Ok rồi, bài này đơn giản như vậy thôi, không khó. Baritone giảm xuống 1-2 tông, ok. Giọng bass giảm xuống 3 tông, 4 tông bình thường ha, hát đúng cái màu giọng của mình có thể là nó hay luôn đó chứ không có giỡn đâu. Nữ nâng lên 3-4 tông, ok. 3-4 tông giọng. Rồi, chúc các bạn sẽ hát hay và thành công với ca khúc Từng Yêu của Phan Duy Anh. Mọi thắc mắc, mọi yêu cầu, mọi comment, mọi góp ý xin comment bên dưới, mình sẽ giải đáp và hỗ trợ tư vấn cho các bạn nhiệt tình. Ok, bye bye. Cảm ơn mọi người đã xem video, nhớ đăng ký và like kênh của mình nhé.